rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh bóng đá hot. Trước khi đến với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay. Thái Lan nhận tin xét đánh bất lợi cực lớn trước trận đấu U22 Việt Nam, huấn luyện viên Kiatisak bật ngửa. Vâng, thưa quý vị, bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games. Đội tuyển U22 Việt Nam đã có khởi đầu khá nhọc nhằn khi giành chiến thắng Lào 2-0 ở trận mở màn. Tuy nhiên, những chiến binh sao vàng cho thấy sự tiến bộ ở từng trận đấu, thi đấu tự tin, kiểm soát thế trận tốt hơn cũng như tổ chức tấn công hiệu quả hơn. Điều này được thể hiện bằng chiến thắng ấn tượng trước U22 Singapore với tỷ số 3-1 và giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia. Gặp U22 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng SEA Games 31 diễn ra vào ngày hôm nay 11 tháng 5 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hướng tới chiến thắng tiếp theo để cạnh tranh ngôi vị đầu bảng và qua đó khẳng định vị thế ông vua Đông Nam Á của mình. Với những gì đã thể hiện, đội tuyển U22 Việt Nam chứng tỏ rằng rồng vàng xứng đáng lọt vào chung kết. Cuộc đọ sức giữa hai nền bóng đá Thái Việt rất được chờ đợi. U22 Việt Nam đang rất nhiều lợi thế khi mà đối thủ lại vừa phải nhận tin xét đánh. Theo đó, tiền đạo sát thủ bên phía voi chiến Terasak Poefimai sẽ phải sớm chia tay với giải đấu SEA Games 32 vì chấn thương nặng. Tiền đạo k 1m80 đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Thai được đánh giá là mối đe dọa lớn trên hàng phòng ngự của U22 Việt Nam. Terasak Poefimai bị chấn thương trong buổi đá tập kín chiến thuật chiều tối mùng 10 tháng 5. Theo báo Siam Sport News của Thái Lan, tiền đạo sinh năm 2002 chấn thương gân khoeo sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra chi tiết mức độ chấn thương. Sáng nay 11 tháng 5, các bác sĩ đội tuyển U22 Thái Lan xác nhận nhiều cơ tại mặt sau của đùi Terasak Poefimai bị rách điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 3 tháng thì mới có thể quay trở lại thi đấu. Đây là một mất mát rất lớn với U22 Thái Lan khi Terasak Poefimai là một trong những nhân tố rực sáng để giúp Thái Lan đánh bại Lào với tỷ số 4-1 ở trận gia quân lượt trận thứ 3 tại SEA Games 32 ngày 8 tháng 5. Điểm mạnh của Terasak Poefimai là thể hình vượt trội cùng tư duy chơi bóng thông minh. Anh thường xuyên có những cú sút xa cực kỳ chất lượng. Terasak Poefimai cũng được giới chuyên môn nước nhà đánh giá sẽ là viên ngọc sáng tại SEA Games 32 lần này. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT Somiot Pumpang Muang tiết lộ Terasak Poefimai sẽ lên máy bay trở về Thái Lan vào trưa nay, ngày 11 tháng 5, để điều trị chấn thương. Việc thiếu Terasak Poefimai là một tin quá buồn với đội tuyển U22 Thái Lan. Đây sẽ là tin vui cho tuyển U22 Việt Nam, bởi áp lực dành cho Khuất Văn Khang và đồng đội sẽ giảm nhẹ phần nào. Huấn luyện viên Kiatisak nhận định U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã chính thức giành vé vào bán kết, nhưng cuộc đọ sức giữa hai nền bóng đá vẫn có sức hút rất lớn với khán giả. Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã giành vé vào bán kết, nên về lý thuyết trận đấu này chỉ còn ý nghĩa xác định vị trí ngôi đầu, nhưng chừng ấy cũng đủ để hai đội phải chiến đấu quyết liệt. Bởi nếu phải gặp một đối thủ mạnh như U22 Indonesia thì sẽ khó vào chung kết hơn so với đội còn lại của bảng A. Hơn nữa, sự kinh địch của hai nền bóng đá cũng là yếu tố khác tạo nên chất lửa cho màn chạm trán này. Nếu so về phong độ trong hành trình hướng đến SEA Games 32, U22 Việt Nam đã có sự lột xác đáng kể. Trong lúc U22 Thái Lan thì vẫn vậy. Đoàn quân của ông Philip Chuzer đã ươm mầm cho nỗi bi quan về khả năng U22 Việt Nam có thể dừng bước ở vòng bảng với chuỗi 5 trận thua trong các cuộc giao hữu, gồm cả câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng khi bước vào SEA Games 32, U22 Việt Nam đang thể hiện một hình ảnh của đoàn quân bách chiến bách thắng với chuỗi 3 trận liên tiếp toàn thắng từ gặp đối thủ yếu đến đối thủ mạnh. Nếu như U22 Việt Nam như rũ bùn đứng dậy, nếu như U22 Việt Nam như rũ bùn đứng dậy thì U22 Thái Lan chẳng có biến động gì. Họ vẫn gây ấn tượng mạnh như tại Doha Cup 2023 với một trận hòa hai đều trước U23 Ả Rập Xê Út, một trận thắng 1-0 trước U23 Qatar và một trận thua 0-1 trước U23 Kuwait khép lại giải đấu với vị trí thứ tư trên 10 đội. Nói cách khác, hình ảnh về một ứng cử viên nặng ký cho huy chương vàng ở SEA Games 32 U22 Thái Lan vẫn không giảm sút trong tâm trí người hâm mộ. Ngoài ra, bình luận viên Quang Huy cho biết, khi U22 Việt Nam đã giành vé vào bán kết thì cứ thoải mái mà chiến Thái Lan trong trận tranh ngôi nhất bảng B. Bình luận viên Quang Huy nói: "Cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đều giành vé vào bán kết sớm trước một lượt đấu, giải quyết được vấn đề về tâm lý." nên trận này sẽ cởi mở. Tôi cho rằng U22 Việt Nam hãy đá một trận sòng phẳng. Ở một trận đấu như vậy, các cầu thủ sẽ vỡ ra được nhiều điều, qua đó chuẩn bị cho vòng trong. Về đối thủ ở vòng bán kết, bình luận viên Quang Huy cho rằng U22 Việt Nam có sự tính toán để tránh Indonesia, bởi đội bóng này dù sao vẫn được đánh giá cao hơn so với Myanmar. Bình luận viên Quang Huy phân tích. Tôi đánh giá Indonesia rất mạnh ở SEA Games 32, thậm chí còn đáng gờm hơn cả Thái Lan. Vì thế nếu tránh được đối thủ này là tốt nhất. Dĩ nhiên chúng ta gặp đội nào ở bán kết cũng phải thắng vì mục tiêu là bảo vệ huy chương vàng. Chiến thắng 2-1 trước những chú hổ Mã Lai chính thức đưa thầy trò huấn luyện viên Chua Dơ vượt qua vòng đấu bảng SEA Games 32 với thành tích giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, hiệu số là dương 5. Vì vậy trên lý thuyết, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 11 tháng 5 sắp tới chỉ còn mang ý nghĩa xác định ngôi đầu. Tính chất sinh tử của trận đấu không còn nhiều khi hai đội cùng nhau dắt tay vào bán kết. Tuy nhiên, việc tránh Indonesia ở bán kết sẽ nằm trong toàn tính của cả U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Bởi U22 Indonesia được đánh giá là đối thủ khó nhằn hơn nhiều so với đội còn lại của bảng A. Ngoài ra, yếu tố kình địch giữa hai nền bóng đá Việt-Thái cũng hứa hẹn thổi lửa vào màn đấu trí căng thẳng giữa hai huấn luyện viên. Nhìn lại hành trình tại vòng bảng SEA Games 32 của U22 Việt Nam, Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá cao tính kỷ luật chiến thuật và tinh thần quyết tâm mà tân huấn luyện viên Philip Chua đã thổi vào lối chơi của toàn đội. Ông Phan Anh Tú nói, U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chua đã có một khởi đầu tương đối bi quan với chuỗi 5 trận không thắng trong các cuộc giao hữu. Tuy nhiên khi bước vào SEA Games 32, U22 Việt Nam đã có lột xác ấn tượng, trở thành một đội bóng giàu tính kỷ luật, có tổ chức tốt, có ý thức tuân thủ đấu pháp chiến thuật cao. Điều được thể hiện qua từng trận thắng với cấp độ khó tăng dần, với mọi đội bóng trong quá trình chuyển giao và làm quen với một chiến thuật mới, không thể tránh khỏi một số trục trặc và những lỗi cá nhân. Tuy nhiên, tính kỷ luật và tinh thần thi đấu quyết tâm đã giúp các cầu thủ tạo được những mảng miếng chiến thuật phù hợp, từ đó phối hợp và tạo ra các tình huống ăn bàn rõ rệt. Cũng theo chuyên gia Phan Anh Tú, tính kỷ luật cao trong lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam có thể là yếu tố khắc chế đối thủ U22 Thái Lan trong trận đấu tới khi voi chiến là đội bóng thể hiện lối chơi đậm chất kỹ thuật và có tính cảm hứng cao trong các pha phối hợp. Ông Tú cho biết thêm, hành trình vào bán kết của U22 Thái Lan khép lại với những dấu ấn về một lối đá trơn tru. Huấn luyện viên Isara Sritaro sở hữu một đội hình đồng đều về kỹ thuật. Các cầu thủ có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu rất tốt cùng với kinh nghiệm thi đấu dạn dày. Người Thái rất mạnh trong những pha phối hợp nhỏ, đánh trực diện và hàng thủ đối phương. Đây sẽ là thử thách lớn cho bộ đôi trung vệ của U22 Việt Nam những người đã mắc một số lỗi trong trận đấu với U22 Malaysia. Tương tự U22 Việt Nam, U22 Thái Lan lựa chọn lối đá kiểm soát bóng. Nếu như U22 Việt Nam sở hữu chuỗi 21 đường truyền liên tục trong trận gặp U22 Singapore, thì ở phút 49 trong trận gặp U22 Lào mới đây, U22 Thái Lan đã có chuỗi kiểm soát bóng ấn tượng với 50 đường truyền liên tiếp. Terasak Poefimai là điểm chạm cuối cùng khi tiền đạo này hoàn tất cú đúp để nâng tỷ số lên 4-0. Voi Chiến đã kiểm soát trái bóng đến gần 2 phút đồng hồ trước khi Terasak điền tên lên bảng tỷ số. Đáng chú ý, dự bị hạng sang cho Terasak là Josako Burafa cũng đã có được 3 bàn thắng tại SEA Games năm nay, con số thể hiện chiều sâu đội hình của U22 Thái Lan. Nguyên Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận định, đối mặt với một đội bóng chơi đủng đỉnh và mang nhiều cảm hứng nghệ sĩ như U22 Thái Lan, những miếng đánh phản công nhanh có thể là chìa khóa để giải quyết trận đấu. Hàng tiền vệ với những nghệ sĩ truyền bóng như Chanarong hay Efan Dolot có thể sẽ không kịp lùi về hỗ trợ phòng ngự khi để mất bóng, khiến Thái Lan đối mặt với nguy cơ dính những đòn phản công. Cùng chia sẻ vị trí đầu bảng, U22 Thái Lan đương nhiên là thử thách khó nhằn nhất ở hành trình vòng bảng của binh đoàn rồng vàng. Tuy nhiên với một lối chơi kỷ luật và khoa học được thể hiện trong 3 trận đấu đầu tiên, thầy trò phù thủy trắng Philip Trezor có cơ sở để tự tin khắc chế những điểm mạnh của U22 Thái Lan qua đó nối dài chuỗi thành tích tốt trước đối thủ và hướng đến ngôi đầu bảng để có một hành trình thuận lợi tại SEA Games 32. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở kênh Bóng Đá Hot. Trước khi đến với những thông tin nóng nhất ngày hôm nay, quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua những tin chính có trong ngày hôm nay.